Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là chuyến viếng thăm của tỷ phú Elon Musk tới Do Thái và nói rằng Do Thái không còn chọn lựa nào khác ngoại trừ chấm dứt tình trạng khủng bố của Hamas và ông muốn giúp đỡ. Bản tin mới nhất cho biết thì nhà tài phiệt về kỹ thuật ông Elon Musk đã bày tỏ sự ủng hộ cho Do Thái vào ngày thứ hai chống lại Hamas và nói rằng một trong những thách thức mới nhất là phải chấm dứt tình trạng tuyên truyền dẫn đầu bởi lực lượng khủng bố Hamas đã có những cái hành động được xem là tấn công vào Do Thái và trong đó cũng như là cuộc tuyên truyền của Hamas về vấn đề giải Gaza. Chủ nhân của trang mạng Platform X và cũng là Twitter trước đây, ông Elon Musk đã có chuyến viếng thăm bất thường tới Do Thái trong 4 ngày ngưng bắn và trong đó giúp để có thể thảo luận với lại thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu. Sau khi mà lắng nghe ông Benjamin Netanyahu mô tả về sự tàn phá của Do Thái, của Hamas và trong đó Do Thái đã có một cái mục tiêu về cuộc chiến, trong đó gần như là sẽ có hòa bình với người Palestine. Tuy nhiên thì ông Musk vẫn lên tiếng và nói rằng về tổng quát ông đồng ý trong cái cuộc thảo luận với lại ông Benjamin Netanyahu đã không còn chọn lựa nào khác, ông Musk cho biết như trên. Và cũng là chủ nhân của công ty Tesla và SpaceX, ông nói thêm rằng tôi rất muốn giúp đỡ cho họ. Đây là một trong những cái hành động sát nhân và nó đã được gọi là bình thường hóa và chiến dịch tuyên truyền này phải được chấm dứt và việc huấn luyện những kẻ sát nhân trong tương lai và sau đó là phải cho đưa Gaza trở lại mức bình thường và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái tương lai tốt đẹp. Và ông Netanyahu nói rằng tôi hy vọng rằng ông có thể can dự và có thể sự thật nếu ông đến đây tôi nghĩ rằng là đã có một cái sự cam kết của ông đối với vấn đề bảo đảm một cái tương lai tốt đẹp hơn. Ông Musk cho biết là đã từng bị cáo buộc là hôm 15 tây là ông có một cái chủ nghĩa bài Do Thái. Tuy nhiên ông Netanyahu đã cho ông Musk nhìn thấy những cái hình ảnh của ngày 7 tây tháng 1 vừa qua của Hamas đã được đưa lại và sau cuộc gặp gỡ này thì ông Netanyahu thúc giục ông Musk là nên có những cái quân bình trong việc bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận và kể cả việc mà giám sát tất cả những cái ngôn ngữ thù ghét ở trên Platform X. Và ông Musk trước đó cho biết là ông sẽ cố gắng kiềm chế tất cả những điều này và đây được xem là một trong những chuyến viếng thăm quan trọng của ông Musk. Đồng thời ông cũng đã gặp gỡ với tổng thống của Do Thái là ông Isaac Herzog cùng với là gia đình của các con tin bị bắt giữ bởi Hamas ở dải Gaza. Đây được xem là chuyến viếng thăm khá quan trọng của nhà tỷ phú của được xem là số 1, số 2 trên thế giới và giờ đây ông bày tỏ sự hỗ trợ mạnh mẽ cho phía của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái và Hamas chuẩn bị cho lần trao trả tù nhân và tù binh lần thứ tư và với hy vọng có thể gia hạn thêm việc ngưng bắn. Do Thái và Hamas đang chuẩn bị cho lần thứ tư trao đổi tù nhân và con tin đã bị cầm mà bắt giữ bởi phía Hamas và tù nhân mà Do Thái cầm tù giữa lúc mà phía Hamas hy vọng rằng họ sẽ kéo dài được cái lệnh ngưng bắn tại dải Gaza sẽ hết hạn sau ngày hôm nay. Trong ngày Chủ nhật thì Hamas đã trả tự do cho 17 con tin gồm 14 người Do Thái, 3 người Thái Lan và kể đây là tổng cộng là lần thứ 3 trong vòng 4 ngày và Do Thái đã trả tự do cho tổng cộng là 39 người Palestine. Và trong cái cuộc bắt giữ 240 con tin được bắt giữ từ ngày 7 tây tháng 10 và giờ đây thì có 62 người đã được trả tự do, trong đó thì có một người đã được trả tự do sau khi mà được phát hiện, có hai người khác đã được phát hiện chết ở tại dải Gaza. Phía Do Thái cho biết là họ sẽ có thể gia tăng lệnh ngưng bắn từng ngày một trong và với lại mà mỗi một ngày có điều kiện là phải trả 10 con tin tự do và phía Hamas đồng thời cho biết họ hy vọng là sẽ gia hạn thêm cái lệnh ngưng bắn này vốn được làm trung gian bởi Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Do Thái và của Hamas sau khi mà có cuộc gọi là ngưng bắn tạm thời và ngày hôm nay sẽ là kết thúc lệnh ngưng bắn và phía Do Thái đề nghị mỗi một ngày ngưng bắn thì phải trả tự do cho 10 con tin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một tập tài liệu vừa được công bố cho thấy công ty Meta đã tìm cách gọi là chiêu dụ giới trẻ và con nít vào trong cái trang mạng xã hội của họ. Công ty mẹ của công ty Facebook là Meta Platform đã có một cái chiến lược tìm cách gọi là chiêu dụ con nít và trẻ em vào trong cái các cái platform về mạng xã hội của họ. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ công bố và nhận tới hàng triệu những cái khiếu nại từ những cái gia đình và những cha mẹ sau khi mà họ tìm cách chiêu dụ các em sử dụng Instagram hoặc Facebook. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất được đưa ra bởi hai tờ báo là tờ Wall Street Journal và tờ New York Times. Và những đơn khiếu nại này đã yêu cầu là công ty này đã phải công bố tất cả những chiến lược của họ, và trong đó đã bị khởi kiện bởi luật sư và các bộ tư pháp của tổng cộng là 33 tiểu bang. Các tập tài liệu của công ty này chỉ ra cho thấy là có sự mô tả về tình trạng mà các giới chức nằm trong công ty Meta đã quyết định những sản phẩm của họ là tìm cách gọi là làm cho ảnh hưởng tới tâm lý của những giới trẻ và tìm cách chiêu dụ giới trẻ vào sử dụng, với lại những cái tham vọng là có được nhiều người xem ở trên cái mạng xã hội. Và trong đó họ đưa ra cái chiến lược đủ kiểu, bắt đầu từ những trẻ em ở tuổi 13 theo tường trình cho biết, và những cái chiến lược này chưa bao giờ được công bố. Meta trong bản statement trả lời với hãng thông tấn AP nói rằng là những cái đơn khiếu nại này gần như là không có hữu lý, và trong đó họ nói rằng họ có 30 cái công cụ để hỗ trợ cho cha mẹ các em khi mà kiểm soát các em sử dụng tất cả những cái mạng xã hội. Tuy nhiên thì công ty này đã không công bố về cái chiến lược của họ và khiến cho nhiều người nghi ngại là công ty này đang tìm cách chiêu dụ trẻ em trở nên nghiện mạng xã hội hơn. Và cái chiến lược này nhắm vào những trẻ em ở tuổi teen, tức là tuổi 13 trở lên. Đây được xem là một trong những cái bản tài liệu công bố và cho thấy rằng công ty này có tham vọng tìm cách chinh phục những cái thế hệ kế tiếp, đưa họ vào cái dòng gọi là mê cung của các cái mạng xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cuộc nghiên cứu mới nhất công bố kể từ khi mà lật đổ cái phán quyết Roe v. Wade năm 1973 trả lại quyền phá thai cho các tiểu bang thay vì nằm trong hiến pháp, thì đã ít nhất cứu được sinh mạng của 32.000 trẻ em sơ sinh. Bản tin mới nhất cho biết một cuộc thăm dò mới nhất kể từ khi mà tối cao pháp viện đã lật đổ cái phán quyết Roe v. Wade năm 1973 vào tháng 6 năm 2022, Hoa Kỳ đã gia tăng ít nhất là có 32.000 trường hợp sinh một cách tự nhiên và trong khi mà có giới hạn tính tới quyền phá thai. Cuộc nghiên cứu này đã được thực hiện bởi cái tổ chức có tên gọi là Institute of Labor Economics, cho thấy rằng tổ chức về sức khỏe của phụ nữ đã quyết định trong vòng 6 tháng của năm 2023, những cái mức sanh của phụ nữ đã tăng ít nhất là 2.3% ở những tiểu bang được xem là có cái lệnh và giới hạn quyền phá thai. Theo tường trình của tổ chức này cho biết, và tổng cộng có khoảng 32.000 trẻ sơ sinh đã được ra đời. So sánh với lại dữ liệu của cơ quan CDC mô tả rằng việc mà sanh ra con của phụ nữ này đã bị giảm đi trong vòng 50 năm qua sau khi mà có cái sự thúc đẩy về quyền phá thai. Và từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 là kết thúc của cái cuộc nghiên cứu này, gồm 14 tiểu bang gần như là đã thúc đẩy quyền cấm phá thai một cách mạnh mẽ. Và việc này dẫn tới cái kết quả là có 32.000 sinh mạng trẻ sơ sinh đã được cứu và đã được sinh ra đời. Trong đó thì trường đại học Johns Hopkins là một trong những cái trường đại học và có cái trung tâm y tế lớn nhất Hoa Kỳ cho biết rằng là gần như là cái việc mà trẻ sơ sinh ra đời đã tăng nhiều hơn so với năm 2022, và rõ ràng là nó gia tăng ít nhất là 5%, và có trong số 5 phụ nữ mang thai thì hầu hết đều đã được sinh con. Trong khi đó thì trước đây gần như là 75% trong số 5 phụ nữ mang thai đều đi tới tình trạng phá thai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới vấn đề phá thai. Cuộc nghiên cứu này cho thấy là nghiên cứu từ những cái phụ nữ của gốc da trắng và gốc Hispanic cũng như da đen ở tuổi từ 20 tới 24. Trong đó thì việc gia tăng sinh con đã tăng nhiều ở những tiểu bang đã ban lệnh cấm phá thai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Joe Biden đã cho tái lập lại một số những cái đạo luật để hỗ trợ cho việc cung cấp nguồn y tế.
Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden đã sử dụng một số những đạo luật trong thời chiến tranh lạnh để đầu tư vào kỹ nghệ sản xuất về thuốc men và dụng cụ y tế của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề an ninh quốc gia, theo tường trình của Tòa Bạch Ốc cho biết. Loan báo này được đưa ra là một phần trong hàng loạt các đạo luật mà chính quyền của Joe Biden công bố vào hôm nay ngày thứ Hai để giúp cho các cái nguồn cung cấp nhiều kỹ nghệ khác nhau có thể chống lại tình trạng lạm phát đang gia tăng cao. Chính quyền Joe Biden cho biết là họ đã cho phép Bộ Y tế của Hoa Kỳ là sử dụng một cái số những cái đạo luật ở trong cái thời chiến tranh lạnh, trong đó buộc phải sản xuất tất cả những cái dụng cụ và tất cả những cái thuốc men cần thiết theo tường trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Và các cái nguồn đầu tư này nhắm vào tất cả những cái liên quan tới y tế, bao gồm những cái nguồn cung cấp để phòng chống tất cả những triệu chứng, bên cạnh đó là phải và điều trị tất cả những cái căn bệnh, những cái dịch bệnh và có liên quan tới hóa chất, tới sinh học và tới kể cả nguyên tử hoặc là tất cả những cái chất bức xạ. Và ông Joe Biden, người đang tìm cách tái tranh cử năm 2024, đã bắt đầu tìm cách gọi là thúc đẩy việc sản xuất tại Hoa Kỳ để thúc đẩy nền kinh tế, và ông ta đã gặp gỡ với lại Hội đồng An ninh Quốc gia và đặc biệt là liên quan tới cái nguồn cung cấp vào ngày thứ Hai. Trong đó thì có nhân vật có tên là La Embranat, lãnh đạo của một cái Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Joe Biden, nói với các thông tấn viên trong cuộc họp báo là nguồn cung cấp này sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi mà chấm dứt cái đại dịch tới bây giờ, và họ cố gắng thúc đẩy việc sản xuất tại Hoa Kỳ. Và ông ta đã trưng ra một số những cái dự luật và những cái đạo luật thì đúng hơn đã từng được ban hành trong thời chiến tranh lạnh để bảo đảm cái mức an toàn về y tế, thực phẩm, năng lượng tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc mua sắm online gọi là Cyber Monday đã đạt tới mức kỷ lục, theo tường trình của báo chí cho biết. Trong năm nay, con số được xem là lớn nhất của các cái mạng online mua hàng của Hoa Kỳ đã diễn ra trong ngày thứ Hai. Và các cái tình trạng gọi là discount, có nghĩa là giảm giá, đã tăng rất nhiều trong tất cả những cái mặt hàng gồm có điện tử, quần áo, đồ chơi, nữ trang, các cái mặt hàng về dụng cụ trong nhà như là appliances và kể cả một số những cái vật dụng về cá nhân. Gần như là con số mà traffic, tức là người ta mua bán online và những cái mức chuyển công đã tới mức kỷ lục là 12 tỷ Mỹ Kim trong cái ngày mà gọi là Cyber Monday, tức là ngày mua sắm trên online ngày thứ Hai, theo tường trình của Adobe Analytics. Và con số này đã gia tăng 5.4% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các công ty bán lẻ đang đối diện với tình trạng là bị giảm đi khoảng 30% các mặt hàng điện tử và 10% các cái bàn ghế furniture. Và chúng tôi nhìn thấy rõ ràng đang có những cái giảm giá rất mạnh mẽ. Đó là lời phát biểu của Vivek Panya, được xem là một phân tích gia của công ty Adobe Digital Insight, trong đó cho thấy rằng việc mua bán online lại tăng nhiều hơn cho so với việc mà tới những cửa tiệm bán lẻ. Amazon đã bắt đầu cho quảng bá cái chương trình Cyber Monday ngày hôm nay và cho bắt đầu từ hôm thứ Bảy, và trong đó họ nói rằng đã tăng lên 46% so với lại những cái trang mạng khác. Và trong đó thì Vitamix Blender tăng 37%, và các cái hệ thống về thiết bị của Amazon đã bao gồm luôn cả những cái TV 55 inch lên tới 35%. Công ty Walmart, được xem là một công ty bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ, đã cho biết rằng là mức bán lẻ ở trong các cửa tiệm giảm đi, tuy nhiên mức online của họ lại tăng lên. Và trong cái giờ chót của những người mà đi mua sắm vào ngày thứ Hai có thể chi lên 4 tỷ Mỹ Kim trước 6 giờ chiều ngày hôm nay cho tới 11 giờ tối giờ miền Đông của Hoa Kỳ, theo tường trình cho biết. Và con số này sẽ tăng lên rất nhiều bởi vì người ta vẫn mua bán online nhiều hơn so với những năm trước. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Robert Kennedy Jr. đã có hàng triệu Mỹ Kim để chuẩn bị cho cái cuộc tranh cử trong vai trò ứng cử viên độc lập của ông ta tranh cử chức tổng thống. Ứng cử viên độc lập là ông Robert Kennedy Jr. đã gây quỹ hàng triệu Mỹ Kim trong trước khi có cái tài khoá của năm 2024, và chiến dịch tranh cử của ông ta đã sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho cái Third Party, tức là cái đảng thứ ba trong chiến dịch tranh cử. Trong một email gửi ra thì ông Kennedy cho biết rằng là hiện nay gần như là ông đã có thể xuất hiện trên tất cả các cái quảng cáo của khoảng 50 tiểu bang trên lá phiếu bầu. Chúng tôi đã chi ra rất nhiều tiền để mà có thể có được cái hoạt động ở 50 tiểu bang, bao gồm luôn việc tổ chức cho những thiện nguyện và tổ chức những cuộc rally. Đó là lời phát biểu của
đại diện coi cái chiến dịch tranh cử của ông là Stephanie Spear đã cho biết như trên. Và kể từ khi loan báo ra tranh cử độc lập vào tháng 10, không còn nằm trong đảng Dân Chủ, ông Kennedy đã có 13 cái chiến dịch tranh cử khác nhau ở South Carolina, Maryland, Maine, Tennessee, Kentucky, Ohio, Texas, Florida, Georgia và North Carolina. Và trong cuối tháng 9, thì khi mà bắt đầu ông ta công bố cái nguồn gây quỹ cho cuộc tranh cử tổng thống của ông ta, thì ông Kennedy đã gia tăng được lên 15 triệu Mỹ Kim. Và theo tường trình của cơ quan kiểm soát về bầu cử của liên bang là FEC, thì chiến dịch tranh cử của và quỹ ban tranh cử của ông đã có khoảng 6.1 triệu Mỹ Kim tiền mặt để chi cho tháng 9, và họ đã chi ra khoảng 8.9 triệu Mỹ Kim. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của một ứng cử viên đảng độc lập, và con số này đã được so sánh với lại thời kỳ của ông Rose Perot năm 1992. Và trong đó thì số tiền mà Rose Perot chi ra cho bầu cử không bằng ông Robert Kennedy hiện nay đang có. Đây được xem là một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là Robert Kennedy đang nỗ lực để giành phiếu ở một số những tiểu bang chiến lược. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lại có thêm một cựu thống đốc đã endorse cho Tổng thống Trump. Đó là cựu thống đốc của tiểu bang Kansas. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu thống đốc của tiểu bang Kansas là Jeff Collier đã chính thức endorse cựu Tổng thống Trump trong vai trò tái tranh cử Tổng thống. Và ông Collier đã đưa ra bản statement và ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống ở trong một cái bài viết bình luận ở trên tờ Newsweek tiếp theo việc mà ông đã viếng thăm ông Trump ở tại Mar-a-Lago. Ông Collier đã đưa ra cái lời đề nghị và ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump sau khi mà ông nói rằng là ông Trump đã cam kết sẽ giảm đi cái chi phí về y tế và giá cả thuốc men, cũng như là cái mức mà giá cả của điều trị về y tế, trong đó bao gồm luôn việc mà bảo vệ cho vấn đề Medicare, theo tường trình của tờ báo ở tại Kansas cho biết. Và theo tường trình của ông Collier thì cái chính sách về sức khỏe của ông Trump là phù hợp cho rất nhiều người dân Hoa Kỳ, mà ông nói rằng người dân Hoa Kỳ đang chịu đựng cái mức chi phí y tế quá cao và cần phải cắt giảm những chi phí y tế này, đặc biệt là những nạn nhân còn sống được sau khi bị cancer, bao gồm luôn cả vị cựu thống đốc. Tôi endorse cho Tổng thống Donald Trump trong vai trò là Tổng thống của Hoa Kỳ, được xem là lý do lớn nhất, là đó là lý do tại sao ông sẽ điều chỉnh và sẽ chữa lại tất cả vấn đề chăm sóc y tế cho người dân Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái lời đề cử mới nhất của một cựu thống đốc của tiểu bang này. Và trước đó, đương kim thống đốc của tiểu bang Arkansas là bà Huckabee, tức là bà Sarah Huckabee Sanders, cũng đã chính thức endorse đối với lại cựu tổng thống Donald Trump. Và cho tới giờ phút này thì trên sàn của Quốc hội trên 80 người đã endorse cho ông Trump, và gần như là ông đang trở thành một nhân vật tuyệt đối ở trong đảng Cộng Hòa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, việc mà khu trục hạm của Hoa Kỳ, chiếc Hopper băng ngang qua quần đảo Hoàng Sa, là thách thức việc Trung Quốc đã có những giới hạn bất hợp pháp đối với Đài Loan. Phía Hải quân Hoa Kỳ cho biết là việc mà họ đã di chuyển qua khu vực của quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông hôm Chủ nhật 26 tây tháng 11 vừa qua là thách thức những cái lệnh giới hạn bất hợp pháp của nhiều quốc gia ở khu vực, trong đó gồm có Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan, để khẳng định chủ quyền, để khẳng định quyền tự do hàng hải. Người đứng đầu của cái bộ chỉ huy của hạm đội 7, tức là đệ tứ hạm đội Hoa Kỳ, trong một cái bản statement đưa ra vào ngày Chủ nhật nói rằng ba quốc gia này đã có những cái giới hạn bất hợp pháp trên quần đảo Hoàng Sa, trong đó đã tìm cách giới hạn quyền tự do hàng hải tại đây. Và việc mà xuất hiện của khu trục hạm Hoa Kỳ là chiếc Hopper là thách thức về cái vấn đề gọi là chủ quyền quốc gia. Trong đó thì Đài Loan vẫn có một số những cái claim chủ quyền trên một số đảo ở quần đảo Hoàng Sa. Trong đó còn lại là sự đối đầu của Cộng sản Việt Nam với lại phía của Trung Quốc. Và quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc quản trị của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, trước năm 1975. Tuy nhiên vào tháng 2 năm 1974 thì Trung Quốc bất ngờ lợi dụng chiến tranh Việt Nam căng thẳng đã đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, và từ đó đến nay họ đặt cho cái khu vực này là quận Tam Sa. Và bây giờ thì chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ là chiếc Hopper đã tiến vào khu vực của vùng biển Hoàng Sa để thách thức chủ quyền của Trung Quốc và những quốc gia nào đưa ra lệnh giới hạn di chuyển tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách dập tắt những tiếng nói truyền thông độc lập tại Indonesia khi họ bày tỏ sự lo ngại liên quan tới người Hồi giáo tại Tân Cương và cái chiến lược một vành đai một con đường của Cộng sản Trung Quốc. Trong một bản báo cáo đưa ra vào tháng 9 trong năm nay của tổ chức Freedom House, một tổ chức NGO có trụ sở tại Washington, trong đó cổ võ cho nền dân chủ và quyền con người, cho thấy Bắc Kinh từ năm 2019 cho tới năm 2021, họ đã thành công đạt được một cái thỏa thuận với lại một số những cái cơ quan truyền thông tại Indonesia, bao gồm luôn các đài truyền hình, các báo chí và các đài radio, trong đó đã giới hạn rất nhiều việc đưa tin về cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở tại Tân Cương và sự bức hại của Cộng sản Trung Quốc. Và các công ty truyền thông này dường như đã bị áp lực tại bởi phía đảng Cộng sản Trung Quốc và họ đã không đưa nhiều tin liên quan tới tình hình này. Bên cạnh đó thì theo tường trình của Sarah Cook, là một viên chức cố vấn cao cấp của tổ chức Freedom House, cho biết là gần như Bắc Kinh đã bắt đầu đưa ra những cái gây ảnh hưởng của họ qua những quốc gia khác, giới hạn tất cả những cái thông tin liên quan tới vấn đề mà của Tân Cương cũng như là một vành đai một con đường. Và việc này đã được bị cáo buộc bởi một cái tổ chức chiến lược có trụ sở đặt tại Jakarta có tên gọi là Center of Economic and Law Study, gọi tắt là CELIOS. Đây được xem là một tổ chức chiến lược của Indonesia, trong đó lên tiếng cáo buộc rằng các công ty truyền thông độc lập ở Indonesia đã bị ảnh hưởng bởi Cộng sản Trung Quốc và tìm cách dập tắt tất cả những cái tin tức liên quan tới người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo tại Tân Cương, cũng như là tránh không nhắc nhiều tới cái sự gọi là bẫy nợ ngoại giao của cái một vành đai một con đường. Và tương tự như vậy thì tổ chức Freedom House cho biết những quốc gia đã bị ảnh hưởng, nền báo chí bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, trong đó đứng đầu là Cộng sản Việt Nam, đứng thứ hai là Indonesia và đứng thứ ba là Thái Lan và đứng thứ tư là Malaysia. Bốn quốc gia này gần như đã không có đăng bất kỳ một cái tin tức nào liên quan tới tình trạng người Duy Ngô Nhĩ đã bị bức hại tại Trung Quốc và lại ít nhắc nhở tới một vành đai một con đường, là một cái chiến lược đầy tham vọng của Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc gần như là muốn định hướng tất cả những cái tin tức liên quan tới Tân Cương, và trong đó họ đang có một cái định hướng về cái mức tuyên truyền của họ liên quan tới Tân Cương. Đó là lời phát biểu của Zulfika, được xem là nằm trong tổ chức chiến lược CELIOS của Indonesia, đã đưa ra lời cáo buộc và nói rằng chính những công ty truyền thông của quốc gia này đã bị ảnh hưởng bởi phía đảng Cộng sản Trung Quốc, giới hạn tất cả những cái tin liên quan tới người Duy Ngô Nhĩ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc, xin lỗi quý vị, của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, một điều bất ngờ trong cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là ông Cô Wen Che lại trở thành nhân vật đứng đầu trong cái cuộc tranh cử tổng thống Đài Loan. Bản tin mới nhất từ cái tổ chức gọi là Taiwanese Public Opinion Foundation, gọi tắt là TPOF, trong ngày thứ hai 27 Tây đã đưa ra một cái bản thăm dò mới nhất cho thấy là lãnh đạo của đảng Nhân dân là ông Cô Wen Che đã dẫn đầu ở cái mức là 31.9%. Trong khi đó thì phó tổng thống kiêm ứng cử viên của đảng Dân Chủ cấp tiến đang cầm quyền hiện nay, Lai Chin Tê, được 29.2%. Và nhân vật của Quốc dân đảng là Hô Du Di lại tuột xuống mức là 23.6%. Cuộc thăm dò này cho biết rằng là có 15.3% chưa quyết định. Và cuộc thăm dò này đã dựa trên 1.076 người từ ngày 19 cho tới ngày 21 tây tháng 11 vừa qua, với mức sai biệt là 3.5%. Và cuộc thăm dò này cho thấy là nhân vật đứng đầu của đảng Nhân dân là Cô Wen Che bất ngờ lại vọt lên hàng đầu ở mức là 31.9%. Trong khi đó thì ông Lai Chin Tê đã tuột xuống còn 29.2%. Và nhân vật Hu Yu Di của Quốc dân đảng thì tuột xuống 23.6%. Và số lượng còn lại 15.3% vẫn chưa quyết định. Đây là cuộc thăm dò mới nhất của tổ chức là có cái tên là Quan điểm Công cộng của Đài Loan, đã đưa ra cuộc thăm dò từ ngày 11 cho tới ngày 21 tây tháng 11 vừa qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là Cộng sản Việt Nam và Hà Nội đã bắt đầu chính thức quỳ gối năn nỉ xin phép Trung Quốc được cho mở cửa để xuất khẩu cái loại tôm hùm bông. Bản tin mới nhất cho biết thì kẻ đứng đầu trong Bộ Công Thương của cái guồng máy cai trị là Nguyễn Hồng Diên, là Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã xin xỏ và năn nỉ Trung Quốc là gỡ bỏ những khó khăn,
dành cho việc nhập cảng tôm hùm từ Việt Nam. Theo bản báo cáo mới nhất từ Việt Nam đưa ra, thì Nguyễn Hồng Diên trong phiên họp mới nhất đã lên tiếng nói chuyện với lại phía Trung Quốc ngày 27 tây tháng 11, tức là ngày hôm nay thứ hai. Trong đó thì ông ta đã năn nỉ với lại Bộ trưởng Thương mại của Trung Quốc là Vương Văn Đào, tức là Wang Wenjiazhu, trong đó nói rằng là cần phải mở cửa và cố gắng giúp cho Việt Nam xuất cảng thêm tôm hùm qua Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái bước năn nỉ của phía Cộng sản Việt Nam đối với ngành hải sản của Việt Nam đang bị Trung Quốc siết chặt và không cho phép nhập khẩu nhiều. Và điều này đã dẫn tới tình trạng mà nhiều ngư dân nuôi tôm hùm, kể cả tôm hùm bông ở miền Trung Việt Nam, đang đối diện với một cái hậu quả khắc nghiệt là không có chỗ tiêu thụ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, một người từng giảng dạy và từng là trưởng phòng của một số các trường đại học lớn ở tại Việt Nam trở thành một kẻ đã sử dụng bằng giả. Bản tin mới nhất cho biết thì ông này được mệnh danh là tiến sĩ có tên là Nguyễn Trường Hải, đã được xác nhận là ông này đã sử dụng bằng giả để giữ rất nhiều những cái vị trí quan trọng trong cái hệ thống giáo dục của Cộng sản Việt Nam. Trong đó ông ta giữ chức khoa trưởng, phó khoa và kể cả một số những cái trường gọi là nổi tiếng, và trong đó bao gồm luôn cả trường đại học cao đẳng ở tại Sài Gòn, tức là cái mà Cộng sản gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trường Hải này từng là giảng viên và từng là khoa trưởng, khoa phó của trường này. Theo tường trình mới nhất tờ báo Tuổi Trẻ cho biết thì ông Nguyễn Trường Hải vốn đã sử dụng bằng giả để bắt đầu xin được làm việc ở tất cả những cái trường này. Và hiện nay thì hồ sơ ông này đã được phanh phui và tất cả những cái bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ đều không có công chứng, và tất cả những cái bằng này được đánh giá là đã được mua lại, và ông ta vẫn không khai cho biết là ông ta mua bằng ở đâu, và ông ta nói rằng là ông ta đã bị mất những cái bằng nguyên thủy. Đây được xem là một trong những cái mới nhất liên quan tới tình trạng cán bộ đảng viên trong guồng máy giáo dục sử dụng bằng giả để làm khoa trưởng và phó khoa của một số trường đại học tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, cuối cùng thì Cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận sự thất bại trong việc xóa bỏ nền văn hóa của miền Nam Việt Nam trước đây. Quý vị, trong suốt thời gian cai trị ở miền Nam Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã không sử dụng bất kỳ một cái chữ nào của miền Nam Việt Nam, trong đó có rất nhiều những cái ngôn ngữ rất đẹp đã được người dân miền Nam Việt Nam sử dụng trong suốt gần 100 năm qua. Thì bây giờ Cộng sản Việt Nam đã tìm cách xóa bỏ tất cả những ngôn ngữ này và nhét vào đó những ngôn ngữ ở ngoài Bắc vào miền Nam. Tuy nhiên thì sự thất bại liên tục trong thời gian vừa qua, và ngay cả trong cái Quốc hội Cộng sản Việt Nam giờ đây cũng phải thú nhận họ không thể sử dụng cái chữ của họ áp đặt lên người dân miền Nam. Mà biến cố mới nhất là cái chữ căn cước là cái chữ của miền Nam trước đây sử dụng để nói về cái thẻ ID của người dân. Và từ xưa đến nay, dân miền Nam vẫn dùng chữ thẻ căn cước dành cho tất cả công dân của miền Nam. Nhưng sau khi Cộng sản chiếm đóng miền Nam Việt Nam, họ đã chuyển thành cái gọi là chứng minh nhân dân. Và họ sử dụng cái thẻ này suốt nhiều năm qua và gần nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, trong một cái quyết định mới nhất thì cái Quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam đã đồng ý là phải đổi lại thành chữ căn cước công dân. Và trong đó thì hầu hết là gần 90% những kẻ nằm trong Quốc hội của Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu và yêu cầu sử dụng lại chữ căn cước để ở trên cái thẻ ID, tức là cái thẻ mà Cộng sản xưa này gọi là chứng minh nhân dân. Đây được xem là một trong những thất bại mới nhất về việc gọi là xóa đi ngôn ngữ và những cái văn hóa của miền Nam Việt Nam. Và bây giờ Cộng sản phải sử dụng lại một số chữ của người miền Nam chúng ta trước đây. Trong đó chữ căn cước đã sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1 tây tháng 7 năm 2024. Tức là họ không còn dùng cái chữ chứng minh nhân dân nữa, mà phải dùng chữ căn cước của miền Nam Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!